Hôm nay 23 tháng 11, thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu ban ngày trời nắng, nhiệt độ dao động từ 29 đến 33 độ. Về thời tiết biển, hiện nay trên biển gió đông bắc mạnh vẫn duy trì cường độ mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 và cấp 7 cấp 8, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nên người dân cần lưu ý. Diễn biến thời tiết cụ thể ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh, ban ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ 31 đến 33 độ, độ ẩm 76 đến 81%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu, ngày nắng gián đoạn, mức nhiệt từ 31 đến 33 độ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm 77 đến 82%. Huyện Côn Đảo, trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ 29 đến 31 độ, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, độ ẩm 76 đến 81%. Hải Văn, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió theo hướng đông bắc đến đông, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 23 tháng 11 năm 2023. Mức nước cao nhất 396 cm vào lúc 23 giờ và mức thấp nhất 190 cm vào lúc 16 giờ 15 phút.